chào các bạn nha. Đây là bãi biển Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng đây không? Đây, hôm nay là tối, hôm nay là tối lễ hội phố hoa trận chung kết giữa đội Trung Quốc và đội Phần Lan. Trước khi tôi đến địa điểm để chia sẻ các bạn về đêm phố hoa trận chung kết, tôi tranh thủ ra bãi biển Phạm Văn Đồng Đà Nẵng để chia sẻ các bạn xem. Tối nay là tối thứ bảy nha, khách du lịch đến rất là đông luôn, để tắm biển rồi để xem phố hoa nên rất là đông. Đây, các bạn thấy đông nghẹt luôn. Đông khủng khiếp luôn các bạn. Đây. Từ khoảng gần 5:30 rồi. Nhưng mà còn ánh nắng này các bạn. Ánh nắng này nha, ánh sáng ánh nha. Hình ảnh rất là đẹp luôn. Chu nó đông, bà con tới tắm biển quá đông luôn. Tắm biển tranh thủ về xem phố hoa nữa.
chua ở Hà Nội. Ôi, ánh sáng đẹp chưa? Ngu lượng. Ngu lượng. Bờ biển dài dễ sợ, mình chỗ nào cũng đông nghẹt hết nhỉ, đông như kiến này. Chú là vui, bờ biển quá vui, vui luôn. Tranh thủ quay về, quay là xong là về chiếm chỗ đi xem phố ai chứ không phải dành hết chỗ, không có chỗ địa điểm đẹp mà để chia sẻ các bạn xem, tìm địa điểm đẹp để chia sẻ phố ai cho nó đẹp, tranh thủ quay, chú quay rồi về rồi đó. Ôi, rồi.
lượn, vô lượn, vô lượn, vô lượn, vô lượn, vô kéo, vô kéo. Mời 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 lui lại giùm đi, lui lên trên kia là xa quá, thôi tôi qua lại, qua lại các bạn nè. Còn ở trên kia nó rất đông rồi, đây, còn trên kia rất đông luôn, rất dài nha, bờ biển Đà Nẵng thì rất dài, đây mới được một phần nha các bạn, còn rất là dài luôn. Nên tôi về tôi tranh thủ đi tìm chỗ đi xem phố hoa, chia sẻ phố hoa cho các bạn xem. Nên tới đây là và kết thúc thôi. Chưa, không, và kết thúc thôi. Đấy, mặt trời gần lặn rồi các bạn. Tôi tranh thủ vô để tới địa điểm chiếm chỗ, địa điểm chiếm chỗ ngồi, địa điểm đẹp, địa điểm đẹp để chia sẻ các bạn xem phố hoa. Nhà cô Tặng chưa, cái cặp nhà cô Tặng này à, xây dựng phần thô rồi còn để y lên này. Chùa kiếp chưa các bạn, cặp mình đi thì có vẻ như cũng gần xa rồi này. Được chưa, nhà của Tăng này. Tăng ở ngay cái ở biển Phẩm Thành Đồng này.
Thế hàng dừa, những hàng dừa, những hàng dừa tại bãi biển Thuận Giang Đồng. Quá trời xe không ra. Thôi video của tôi đến đây kết thúc các bạn nè. Các bạn video sau tôi xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhớ đón xem để họ phù hòa chung kết giữa đội Trung Quốc và đội Phần Lan nha. Xin chào.